Chào này. Hôm nay á, mình sẽ tìm hiểu tiếp về các nguyên tắc sáng tạo nha. Thì nguyên tắc đầu tiên á, là nguyên tắc kết hợp. Thật ra trong sách á, thì người ta tách cái nguyên tắc này ra thành nhiều nguyên tắc nhỏ, bao gồm kết hợp nè, rồi nguyên tắc vạn năng, nguyên tắc chứa trong, rồi vật liệu hợp thành, rồi nguyên tắc liên tục tác động có ích. Nhưng mà cô thấy vậy khó hiểu quá, nên thôi cô gom lại thành một nguyên tắc duy nhất thôi. Mẹ chỉ cần nhớ đúng nguyên tắc này thôi, đó là nguyên tắc kết hợp. Ý nghĩa của nguyên tắc này á, chắc mẹ cũng lờ mờ đoán ra, tức là mình sẽ kết hợp nhiều đối tượng lại với nhau để tận dụng tối đa ưu thế của từng đối tượng và đảm bảo từng đối tượng này luôn hoạt động hiệu quả nhất. Giờ quay lại với cái lớp học hôm bữa nha. Thì trong lớp đó, như mình đã biết, mỗi bạn có một thế mạnh khác nhau. Giả sử như trường tổ chức cuộc thi đi, thì mình có thể dùng cái nguyên tắc này để giúp các bạn trong lớp đoàn kết với nhau và giành chiến thắng. Ví dụ như nha, bạn giỏi toán thì mình cho thi tính toán nè. Bạn khỏe hơn thì cho thi chạy. Bạn vẽ đẹp thì cho thi trang trí chẳng hạn. Thì trong thực tế, nguyên tắc này rất là phổ biến luôn. Ví dụ đơn giản là nè, cây bút bi. Trước đây mày thấy không, có một màu thôi, nhưng mà giờ người ta có loại bút bi nhiều màu khác nhau nè. Hay ví dụ như nhà mình đi, có rất là nhiều chìa khóa nhỏ đúng không? Nên thường mình sẽ thấy ba sẽ sâu nó lại thành một chùm để khỏi thất lạc. Hoặc một kiểu kết hợp hay thường gặp nữa là người ta có thể đặt những cái đối tượng nhỏ hơn trong một đối tượng lớn để gọn gàng hơn. Ví dụ như mấy cái tủ âm tường này nè, hay là mấy cái tripod để máy ảnh có thể kéo dài và thu gọn lại nè. Dễ hiểu hả nị ha? Rồi, nguyên tắc tiếp theo cô gọi là nguyên tắc nâng đỡ. Trong sách thì họ gọi là phản trọng lượng, nhưng mà cô thấy cái từ này nó hơi khó hiểu đối với nị, nên cô chuyển thành nâng đỡ cho dễ hiểu. Thì ý nghĩa của nguyên tắc này cũng gần gần như nguyên tắc kết hợp vậy đó. Tức là nếu một đối tượng không thể tự thực hiện nhiệm vụ đó một mình, thì nên gắn nó với một đối tượng khác có lực nâng đỡ để giúp nó hoàn thành nhiệm vụ. Dễ hiểu hơn là nếu mà không tự nổi được thì mình dùng phao. Ví dụ như nha, nị muốn lấy cái gì đó ở trên cao mà nị nhỏ nị với không tới, thì nị có thể mượn lực nâng của tay ba nè để bế nị lên lấy chẳng hạn. Hay cái con tàu á, nị thấy không, lúc đậu ở bến nó không có tự đậu được, cho nên đó là lý do vì sao cần có một cái neo để giữ cái tàu lại. Hoặc một kiểu thường thấy hơn là nhiều khi hàng hóa chất lượng chỉ có khoảng 7-8 điểm thôi, nhưng mà nhờ lực nâng đỡ của quảng cáo nè và bao bì đẹp thì nó có thể lên được mức 9-10 điểm trong mắt của khách hàng. Dễ hiểu ha? Hy vọng cô nói vậy sẽ giúp nị cảm thấy cái này nó không còn khó hiểu nữa. Rồi thì hôm nay mình tạm dừng ở đây nha. Bữa sau mình học tiếp. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.